Liên quan đến việc học sinh bị dừng đào tạo sau khi phụ huynh thắc mắc về chương trình học, mới đây trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh, thành phố Hà Nội đã xin lỗi và thu hồi quyết định này. Chiều 16 tháng 8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, mới đây ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh đã xin lỗi phụ huynh Nguyễn Đăng Bằng, đồng thời thu hồi quyết định dừng đào tạo đối với học sinh trước đó. Đại diện trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh cho hay, chuẩn bị bước vào năm học mới năm 2024-2025 với mục đích là định hướng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, kết quả học tập học sinh, trường có lấy ý kiến nguyện vọng của học sinh và tổ chức họp phụ huynh khối 12 để trao đổi, phổ biến về định hướng tiến hành sắp xếp lớp với tên gọi là nâng cao chất lượng. Sau khi sắp xếp lớp theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh xong, nhà trường nhận được ý kiến của phụ huynh của em NH chưa thống nhất với phương án tổ chức của trường. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, do còn chưa thấu hiểu hết những phương án tổ chức của trường nhằm tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng hơn nữa cho các học sinh, nhất là các học sinh lớp 12, phụ huynh chưa thống nhất và có những trao đổi chưa thực sự đúng mực trong môi trường sư phạm, nhà trường cũng đã nóng vội ra quyết định về việc dừng đào tạo đối với học sinh. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cũng nhận thức việc làm như vậy là chưa hợp lý, quan tâm đến từng học sinh nhưng chưa đúng phương pháp. Nhà trường cho biết ngày 15 tháng 8 đã tổ chức cuộc họp và tiếp tục trao đổi, làm việc với phụ huynh em NH. Tại buổi làm việc, nhà trường đã thống nhất ra quyết định thu hồi lại quyết định dừng đào tạo đối với học sinh NH lớp 12A5 ngay trong ngày 15 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh em NH đến trường để làm việc, trao đổi trực tiếp và thống nhất để tránh hiểu lầm trong dư luận. Theo nhà trường, ông Nguyễn Đăng Bằng, phụ huynh em NH đã nhất trí với hướng giải quyết của nhà trường. Phụ huynh Nguyễn Đăng Bằng cho hay, ông và gia đình ghi nhận tinh thần cầu thị của nhà trường và mong muốn khép lại vụ việc để không ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tuy vậy, phía gia đình vẫn giữ nguyên quyết định chuyển con sang trường khác. Hiện trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh đã gửi lại các hồ sơ học bạ trung học cơ sở, học bạ trung học phổ thông và đầy đủ các giấy tờ liên quan và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh được chuyển trường theo nguyện vọng của gia đình. Sau 5 ngày bỏ trốn, Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1988, trú phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã bị công an quận Hoàng Mai, công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp. Trước đó, đối tượng gây thương tích cho 6 người trước bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội. Theo cơ quan công an, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, trước kiosk số 885 Giải Phóng xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông, Tuấn đánh ông NVT ngụ ở thành phố Hà Nội làm ông này bị thương tích. Ông T gọi điện thoại cho vợ đến đón. Khoảng 12 giờ cùng ngày, 6 người nhà của ông T gồm vợ, em rể, con trai, con rể, con gái đến số 885 đường Giải Phóng gặp Tuấn. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng, Tuấn dùng tay đấm vào mặt con gái ông T. Con trai và con rể ông T thấy vậy xông vào thì Tuấn chạy vào trong lấy dao xông ra chém vào vùng sau gáy con rể ông T, khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, Tuấn lên ô tô 7 chỗ định bỏ đi thì bị gia đình ông T ngăn cản. Tuấn lái ô tô tiến lên khoảng 3 mét rồi xuống xe, tay cầm theo một chiếc tuốc nơ vít dài khoảng 40 cm, lao vào đâm vợ chồng em rể ông T, khiến những người này bị thương. Tuấn tiếp tục đâm vào sườn một người nhà của ông T. Đến khi mẹ ruột của Tuấn can ngăn, tên này mới dừng lại, ném chiếc tuốc nơ vít sang bên kia đường Giải Phóng và lên ô tô lái xe bỏ đi. Những ngày sau đó, dù bị cơ quan công an triệu tập, Tuấn không chấp hành mà bỏ trốn. Ngày 16 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng và tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện Lệ Thủy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệu tập xử lý nhóm 24 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 20 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tối 13 tháng 8, do có mâu thuẫn với một nhóm người ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nên 24 thanh thiếu niên ở các xã Sơn Thủy, Hoa Thủy, Phú Thủy, Ngân Thủy, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy và xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tụ tập để bàn bạc, tìm đối thủ để trả thù. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, 24 thanh thiếu niên lái 10 xe mô tô, mang theo gậy, tuyếp sắt, dao, vỏ chai bia đi đến xã An Thủy. Trên đường phố, nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và cà dao gậy xuống đường gây náo loạn. Khi đến thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, nhóm này gặp TVT sinh năm 2009 và NTQ 2011 đang đi xe máy đi trên đường, liền chặn đầu xe để đánh T và Q, lái xe bỏ chạy. Đến thôn Tân Lệ, xã An Thủy thì bị chặn lại. Tại đây, 9 trên 24 thanh thiếu niên đã đánh T và Q bị thương và đập phá chiếc xe máy của nạn nhân. Nhận tin báo, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp lực lượng Công an xã An Thủy, đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định. Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ngày 16 tháng 8, tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đồng thời thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Trần Xuân Ánh sẽ giữ vững thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Được biết, Đại tá Trần Xuân Ánh đã làm Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an từ tháng 10 năm 2019. 2 năm sau, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Thưa quý vị, một phụ nữ rơi từ tầng 34 ở khu căn hộ cao cấp Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong tại chỗ. Ngày 16 tháng 8, lãnh đạo phường Vĩnh Phước, Nha Trang xác nhận vụ một người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng 34 của khối nhà OC2A thuộc tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong dưới sân của một khu căn hộ cao cấp Mường Thanh Viễn Triều. Lãnh đạo phường Vĩnh Phước cho biết công an đang thụ lý điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Theo một số nhân chứng, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân sống tại khối nhà OC2A nghe tiếng động lớn bất thường. Đến kiểm tra, nhiều người tá hỏa khi thấy một người phụ nữ mang áo khoác màu vàng đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Hiện danh tính người phụ nữ tử vong nói trên chưa được xác định. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 15 tháng tù giam đối với ông Ma Ly Phước về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khiến một người tử vong. Ngày 16 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ma Ly Phước, 59 tuổi, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Phước, y án sơ thẩm 15 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khiến một người tử vong. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ma Ly Phước mức án 15 tháng tù giam. Bị cáo Phước sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ma Ly Phước lái xe ô tô biển số 93A10557 khi đã bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đi trên đường C2 thuộc khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, theo hướng đường DT753 đi vào Chùa Miên, khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân thì va chạm với xe máy biển số 92K27040 do ông Lê Văn Sinh, 50 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển, đi theo hướng ngược chiều. Hậu quả vụ va chạm là ông Sinh tử vong sau đó. Sau tai nạn, lực lượng công an kiểm tra và phát hiện đối tượng Ma Ly Phước vi phạm nồng độ cồn.